Các bác mất gần một buổi sáng các bác nha, nhưng mà thấy vui đấy các bác, thấy không? Chiến trường be bét tay chân này, toàn bùn đất rất là kinh khủng. Đây, hôm qua nó mưa mà các bác, đấy, hôm qua nó mưa mà. Ở đây thì tôi để nghiêng nghiêng cái này đây tí, để vị tí đó. Sẽ phải đôn cái đế nó lên cho nó cao lên, cho nó nổi cái u đây, mà có mấy cái tảng đá xanh nữa thì tuyệt vời luôn, để làm cái tiểu cảnh ở đây, có đồ thả nước ở đây. Thế nhưng mà điều kiện chưa cho phép, mà cũng không có đá mà kiếm chứ ở vùng này đấy. Không, tạm thời như thế đã, thì tí nữa tôi sẽ trồng đây để các bác xem nhé. Đây, đôn đế lên bằng mấy hòn đá ong mà tôi chả có gì các bác. Vùng tôi là vùng này, Sơn Tây Hòa Lạc Hà Tây ấy, các bác, rất nhiều đá ong. Đá ong nhé, chắc con này hai cọ, hai viên đến ba viên đôn đế lên, xong rồi lấp đất đây, không có gì đặc biệt. À đây, cây xanh chúng tôi vừa mới cho từ vườn, đánh từ vườn lên này, cũng dùng cái cách đòn bẩy, cách dùng cái xe này cho vào cái ván này, xong kéo vào đây. Cái này nó đơn giản hơn, nó nhẹ hơn đấy. Thì cho vào đây, kéo vào đây, xong rồi ghé giá vào đây, kéo tọt sắt vào đây luôn đấy, còn lành. Năm liền các bác nhá, năm liền. Tí nữa cũng phải đôn đế lên, vì cái đế nó hơi ấy, vì tôi sẽ làm lại tán với cái bệnh cái đây, bác nhìn qua cái cây này nhá. Tay tán thì ở dưới thì cũng tạm ổn rồi, bệ này thì bệ có bệ, nhưng mà chắc phải túc lại tí cho nó kỳ 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 một tí, nhìn nó hơi suôn, nhất là chỗ kia hơi sóng quá, hơi suôn đấy, đặc quá, đặc bánh quá đấy. Thế còn tán nhá, cây này của tôi nó bị hỏng mất cái ngọn, không biết lý do gì nó hỏng mất cái ngọn tiên chết đấy, lâu rồi không không để ý rồi. Thì tí tôi sẽ cắt vào cái ngọn kia, cắt vào cái tay kia đấy, cắt vào cái tay này để tương lai xa giật cái ngọn nó lên, chứ không không để cái ngọn kia được đấy. Chỗ này tí các bác xem, gần nó rất là cứng đây này, ta xem mấy phía đó nha. Đấy, phía này bị ổn, tí tôi sẽ rút rằm hết, thay lá rút rằm. Đây, ngọn này chết ngọn trên kìa, và bị cắt không một đẹp, cái cổ nó đang bị đoạn này này, cái đoạn này này. Đấy các bác, đoạn này nó dài và cứng, rất là thô. Thôi, tương lai xa thì mình sẽ phải cắt bỏ thôi, không còn cách nào. Đấy, tí nữa chồng các bác xem nhá, năm liền các bác nha, bác nào thích thì ới nha, tôi để rẻ thôi. Cuối năm rồi lấy tiền đi Tết, cứ chồng phát đã. Ơi, xin chào các bác, bây giờ là 16 giờ 10 phút rồi. Trưa nay tôi đi ăn giỗ mà uống rượu say quá, bây giờ mới về trồng tiếp được. Đấy, buổi sáng trồng dở dang này, bây giờ làm tiếp quá. Đấy, say quá không không dậy được, uống cái rượu thuốc. Đấy, các xem nhé, bây giờ là tôi trồng cái lộc vừng này, lộc sáng này, với lại tuốt lá cây xanh này. Đấy, tuốt lá rút răm và trồng cây xanh này. Đấy, tôi làm cái lục vườn này trước nha các bạn nha. Úi dồi ôi, đi cứ trao đảo. Rồi, đây là đã.
Đấy, rượu lại làm của mình các bạn. Cân chưa các bác? Đây, cái lộc vừng hồi đầu đấy các bác. Đấy, cân chưa nhỉ? Được rồi các bác nhỉ. Đôn bằng cái hòn đá ong nó lên rất là hợp lý, vừa luôn. Chỉnh lại cái đá cho nó cân các bác, đấy. Rồi, ok rồi. Ok rồi. Đấy, các bác. Ok đấy. Rồi, cho đất gầm kìa. Và đổ nước.